Em đừng có trẻ con như vậy được không hả? Coi như, coi như lần này là vì yêu anh đi nhá, được không? Vậy vì yêu anh, anh cho em được cái gì? Đây, đây là dành cho sự nghiệp và tương lai của anh, và cũng để dành cho tình yêu của chúng mình nữa. Lên! Linh à, em hãy hiểu cho anh. Ba anh chỉ đồng ý tài trợ thêm cho anh cuốn tiểu thuyết này khi mà... Khi anh chia tay em đúng không? Em hãy hiểu cho anh. Tác phẩm này là tác phẩm tâm huyết của anh. Rất có thể nhờ nó mà anh sẽ trở nên nổi tiếng, sẽ có một vị trí khác rồi sau đó. Em có nghe nói không? Linh! Con bị làm sao vậy? Ba. Ba đây. Con không nhận ra ba sao? Ba ơi, Linh không buông tha cho con. Linh không buông tha cho con. Linh nào? Cô ta là ai vậy? Ba nói gì vậy ba? Linh là bạn gái của con. Chính ba còn kêu con chia tay với cổ mà. Ba hiểu rồi. Con bình tĩnh lại đi. Từ lúc á, con viết xong cuốn tiểu thuyết kinh dị đó, đêm nào con cũng nằm mơ, cứ nghĩ mình là nhân vật trong truyện. Ủa, vậy là sao ba? Tất cả mọi thứ là do con quá nhập tâm vào tác phẩm của mình. Vậy là... Vậy Linh... Linh không có chết. Nói đúng ra là không có Linh nào ở đây hết. Đó chỉ là nhân vật do con tạo ra thôi. Con bình tĩnh chưa? Thôi, mọi chuyện xong hết rồi. Con hãy quên nó đi. Quên hết những chuyện đó đi. Nó đâu ba? Ý ba nói là con hãy quên đi tác phẩm của mình. Muốn làm tác giả lớn á, thì hãy quên đi quá khứ hào quang và hướng về những tác phẩm trong tương lai. Đúng không nào? Dạ, con hiểu rồi. Con ngủ nha.
Ngủ ngon nha, tiểu thuyết gia của ba. Tôi đã chuyển đúng số tiền theo yêu cầu của cô và tài khoản. Giờ cô làm theo những gì tôi muốn chứ? Vì con trai ông mà ông sẵn sàng chi cho tôi nhiều tiền như vậy hả? Vì cái gì cũng được, nhưng tôi không muốn cô tiếp tục qua lại với nó. Cô tới với nó cũng chỉ vì tiền thôi. Ông lo cho con trai ông hay là lo cho ông? Ông lo cho con trai ông hay là lo cho ông? Ông lo cho con trai ông hay là lo cho ông? Ông lo cho con trai ông hay là lo cho ông? Ông lo cho con trai ông hay là lo cho ông?